Chào anh em nhá. Đây, buổi chiều ngày hôm nay mình làm cả buổi chiều mới được những cây cây và chậu. Cây này là cây ươm rồi, giờ cây mới ươm. Đây, trà phúc kiến này. Cắt cụt cỏ đi để hạ xuống để cho nó thâm thấp. Cẩm thị này. Đây, những cây răng vàng tu hú này, để mầm đây, kéo sẹo. Đấy, cũng mới chuyển vào chậu. Si búp hồng búp đỏ đây, chẳng biết là đỏ hay hồng nữa, cứ thấy đẹp là mua thôi. Ôm một quả trụ đá là uy tín rồi, túc khủng rồi, túc đỏ Hà Giang. Đấy. À, chia sẻ cho anh em tiếp một cây túc đỏ Cao Bằng, cao to đẹp dai. Cây này thì như mình được biết đấy là mình phải xử lý phá thế ra, phá dáng thế ra thì mới đây cắt cho mình chia sẻ cho anh xem. Đây, phải giữ lại cái bao này để định giác, mọi lần cắt bay nhưng mà giữ lại cái bao để định giác. Đây, thằng Cao Bằng là em này mua lần đầu tiên của nó này, nhưng mà nó vẫn ok ship cốt nhá, không có cọc cả gì. Không cọc cạch nhá. Bán hàng không cần phải cọc thì người ta mới mua đi, còn cái cọc cạch này giờ người thì ít mà ma nhiều, toàn mẹ lừa cọc với lại gửi vớ vẩn về đấy. Không cọc thì cây mua cây nào là phải chuẩn cái đấy rồi, không dám làm vớ vẩn. Cọc ra mẹ nó cắt bố rồi. Như thế là tao bố mẹ mày tống cái cây linh tinh về thôi. Đây em mới bảo là cái này là cái túc. Nhìn thì mình thấy nó như kiểu là cây dưới bà. Mẹ em mới giới thiệu là cái túc. Mình chỉ biết là túc thôi. Thấy chụp ảnh cả quả cả tiết đây cũng có thể nó là cái túc, vì là mỗi một vùng nó có một loại túc khác nhau. Đấy, nói chung là cái cây nó như này, cái da cái này thì mình thấy là nó không giống cây túc mấy, nó như kiểu da cây dúi. Nhưng mà không sao, cây gì cũng được, có nghĩa là làm ra và nó đẹp mà chơi được thì làm thôi. Đấy, với những cái dòng này thì về là anh em phải xử lý rồi, để đế của nó đây thì mình cảm giác nó như kiểu là cây dưới bà chứ không phải cái túc. Thôi, việc đầu tiên là mình sẽ phải phá chốt thôi để mình xem là
giống cây túc này mình thấy hơi là lạ. Túc mà nhìn nó cũng lạ lắm anh em, cảm giác như là kiểu cây dưới bà. Không biết đâu được, không biết đâu đâu được mà lần. Cứ được cắt cắt gọn cái, gọn lại cái đế rồi tính xong. Biết đâu lại vớ được cây, vớ phải cây túc, gọi là túc túc đa siêu trái thì ngon, không thể biết trước được nó là cái gì. Thôi, tạm thời thế là xử lý cái ra cái túc đa là ngon. Cảm thấy nó bám dính kiểu dễ chẳng kịp như cái túc thôi. Cũng có thể cây này nó ôm đá lâu lắm, nó già quá, nó già kiểu này. Tầm lu già phát lu đây. Cắt đi. Cắt đi thì nó mới ra dáng cái cây được. Đây toàn nu. Nu cái cục. Những cái cành như này xử lý đi, cái này nó không có mỹ thuật.
phôi phá thế là nó cũng là một cái rất là quan trọng. Tạo ra một cái dáng. Cây nó có hồn. Cái khúc bên này, khúc bên này nó có một cái đoạn nu cực kỳ đẹp này. Nu tại đỉnh. Đây mình hạ này ra để mình hạ khúc này đi. Hạ khúc này đi này. Rất là nhiều nu cây ung đá già, cây này già trăm năm rồi. Như cái chân rễ này nó mọc rồi. Mình sẽ tháo đoạn này, tháo này cho nó lộ cái lù, tháo đoạn này để cho nó lộ cái lù dưới nha. Tách ra. Mình sẽ cắt cái kiểu cắt bộ xẻ này, mình cắt bộ xẻ như này, vì cái thân này, cái thân trên này khả năng là nó dính vào cái thân này, nó dính vào thằng này. Anh em thấy mình rất là già, già đanh. Cái cổ hai này dính chặt vào nhau. Hay một cái đẻ này được. Phá cái tay này. Tay này phải phá sát vào thân. Nó thoát được. Làm phôi quan trọng nhất là cái khâu tạo dáng lúc đầu. Anh em phá được cái thế của nó ra thì cái cây nó có hồn. Thế nó ra thì tác phẩm của chúng ta nó nhìn nó đơn điệu.
Cây này rất già luôn, cực già, già đanh. Anh em cắt cái phôi nó côn phôi này, nhìn nó đẹp. Đây, cái đầu cắt này để lấy chốt ra, không cần phải bo. Đây, chỗ này mình sẽ hạ thấp xuống một chút. Mình sẽ hạ ăn tầm này. Rồi cái gì nhỉ? Phôi già, già phát lên luôn. Nói chung tác phẩm này dù nó là ra được cái túc thì là tốt, mà không ra cái túc cũng chẳng sao cả, vẫn cứ hài lòng với lại cái giá trị của cây, không có ảnh hưởng. Độ sân xù và già đưa tác phẩm cũng là đáng để sưu tầm. Đấy, bây giờ tự nhiên là nó sẽ có hai vai. Cái vai bên này phải cắt đi. Cắt đi để cho nó nhẹ, nó cứ ra được mầm đây. Cái đoạn này cứng quá, đoạn này cứng quá nhỉ. Mình quyết định phải bỏ này đi, bỏ này đi thì mới ra tác phẩm. Bỏ này nên là dâm một cái khác. Cây rất già, cây rất già nhỉ, già lu. Tìm những cái cây già như này hiếm lắm, thực sự là cây già tự nó lên lu. Giả lên bu gai.
cái giả nổi lưu gai này. Quá ghê gớm. Mình cắt đến đây thì mình cảm giác như là cái này là cây rút bà. Mình cảm giác như là một cây rút bà. Cái gì luôn đấy. Khúc này mình cũng sẽ giữ lại để mình làm một cây mini. Mà mình cứ ngâm mình dâng. Rồi, tập trung vào cái chính, cái chủ rồi. Cái chủ đạo. Cây như này cắt dọn cẩn thận đẹp bắt đầu mới trồng. Bây giờ cắt đang làm video gọi gì. Đấy. Sau khi mình phá thế cái cây thì mình được một tác phẩm. Mình phá xong thì mình được một tác phẩm như này. Đấy. Thì theo anh em là
Sau khi mình cắt gọt xong thì mình đã tạo ra một tác phẩm như này. Anh em nhìn này, có ổn không? Mình thấy là rất ổn, mình thấy khá ổn trong một tác phẩm. Chẳng biết là dòng cây gì nữa, nhưng mà thấy bảo cái túc mình cắt thì không phải là túc rồi, dòng này túc gì ấy, chứ không thể là cái túc bình thường. Cái túc bình thường là mình cắt mình biết cũng là rất dòng, túc nó dễ nó mềm, gỗ nó mềm. Cây này cứng, cây này khá là cứng nha. Mình xác định đây không phải là cái túc. Không sao cả, đẹp thì người ta chơi thôi, đẹp thì người ta sưu tầm, không vấn đề gì. Đấy. Sau khi mình cắt phá ra thì thôi, khúc này nếu mà đúng là túc thì cực kỳ giá trị, mất đi phí thôi, cứ để này mai dân cho anh em nào người ta mới tập chơi không có đồ, biết đâu nó lại ra một cái giống túc, gọi là túc đa, túc biết gì siêu trái hay sao. Thấy chụp ảnh quả kiếp ngon lành lắm rồi, nhựa nó cũng ra như túc rồi. Cũng có thể do cây già kẹp đá lâu năm rồi nó cứng, nhưng mà tôi không bàn cãi nhiều về cái cây này. Chuyển sang đơn hàng của Nguyễn Tốt đây, đơn này mình mua của Nguyễn Tốt, đơn này đơn thứ tư của thứ năm rồi. Đấy, cũng tạm dừng hàng của Nguyễn Tốt không mua nữa, không là không bán thì rất là thật người, nhưng mà cây nhiều cây về khô không biết bảo quản. Em qua nhanh lên xem cây này, cái rễ của cái cây rễ của cây đây là rễ của cái cây si, gọi là cúc sung, rễ của cây cúc sung. Cái này thì mình nắm được là chuẩn chuẩn của cây cúc sung rồi, nhưng mà nó là cái hàng chân rễ. Cây này mình nghĩ là nó cũng dễ sống luôn, nên là nó đánh được khoảng 5-7 ngày rồi. Chúng ta không đào cái này đến đây là 5-7 ngày rồi. Còn cái giống này nó cũng thuộc dạng gọi là hiếm, nên là còn cái rễ này mình sưu tầm nốt. Đây là những tốt đây. Đấy, rễ vàng ươm, cái da nó vàng ươm là chuẩn túc sung nha. Đấy, thân rễ da như da đồng. Đây, cái này là phần rễ bên dưới nó cắm xuống,
Đấy, bây giờ mình phải cắt quả đi. Đấy. Phần này phần rễ tiếp đất này. Đây nó có cái rễ con. Anh nhìn đây. Đấy. Cắt này ra cho nó. Nó sứt ra tí. Rễ ra rễ. Cắt một chút. Cắt một tầm này. Cắt một tầm này. Đây gọi là túc xung nhé. Vỏ phôi nó vàng, vàng đồng. Dòng này thì nó siêu siêu trái. Khá là dài. Khá là dài, khó cắt. Túc xung. Túc xung. Túc xung thủ nguyện tốt. Một cục rễ 100k. Giá trị thì không lớn, nhưng mà nếu mà sống thành phẩm là một siêu phẩm. Đây, tiếp tục một cái cây của cũng của Nguyễn Tốt.
đây cũng gọi là đây quả sida nhé. Ông này ông nắm tên đó. Và tên cái ối rồi rồi trồng ra mới biết được bao giờ lẻ mầm đâu, ra lá anh em nhìn anh em mới biết rồi. Bây giờ thì biết này, ông nào bán cây cũng thế rồi. Thấy quay lá đẹp, quả đẹp, dáng đẹp, lá mua. Chưa ông bảo có cái lá ngón không? Cái lá ngón mua về làm một sai. Sơn núi rừng Lạng Sơn đấy, về ghép rác đã cho nó gọn hơn. Làm này cứ gọn gàng sạch sẽ nhìn nó đơn ngố mắt. Đã đến rồi vợ. Sida, đây là cây sida nhé, sida giờ dễ chữa lắm. Ông cha bán cây nó bỏ sida là chữa được, nó cứ mua về chơi không sợ đâu, mấy bạn nhá. Một con thú. Úi giời, quá đẳng cấp. Đẳng cấp ở cái chỗ là gọi là sida. Một tác phẩm sida. Si con nhà bà đây. Bây giờ làm gì với lại em sida này? Em sida này xinh xinh đẹp đẹp nhưng mà lại mắc sida này khó chữa. Sida gần chết rồi, nũa hết rồi, già nũa rồi. Em này cũng nhiều quả lắm anh ạ, cực nhiều trái luôn. Rồi mình sẽ phải cắt cái chân rễ này trước, cắt cái chân rễ này để cho nó tươi lại và bắt đầu mới tính được. Sờ tí vào tay bạn nãy này, và đoạn vào tay này toi nữa. Si con này bà đa, si con này bà đa.
oxy này thì em ra đá này, cái này nó gọi là cái đá đa, đa đa nhá chứ không phải là si đa đâu. Toàn đặt tên linh tinh, cành sống của nó cắm đầu xuống quái à. Cành sống cành nó đấy, mình sẽ cắt đến cái tầm này để cho nó nảy mầm. Si còn là da, toát hết cả da cả cùi rồi. Hai cái chân rễ đều bị lũa, bên này lũa ít bên này lũa nhiều. Để xem nào. Con nhập vào đây. Si con nhà bà đã chân dễ xử lý xong. Đây, đầu này, đầu chốt này, cắt lại. Con nhà bà đã lũa một tí cũng được, không vấn đề gì. Một siêu phẩm nhà bà đa.
chặt ở trên đây phía trước. Sau khi mình cắt xong thì được một cái cây như này, xì đa và xì đây, đây ná đây. Đây là xì đá, xì núi. Ở quả sai rồi, chưa quả. Đọc lại, chơi toàn hàng gọi là không tên tuổi. Sau khi nhận phơi về mình cắt gọt được, bây giờ mình sẽ tiến hành mình rửa phôi đã nhé.
Sau khi mình xịt rửa phôi xong, mình sẽ tiến hành kéo sẹo. Đây, toàn phôi đẹp thôi. Nói chung là phôi chất lượng, dáng đẹp. Chỉ cần da dễ lẻ mầm lên là chơi thôi. Bôi vào những cái vết cắt này để cho nó đảm bảo nó dễ khô với cả sẹo đi thì nó khô. Cái sẹo là mình ngâm kích dễ, cái này để sáng mai ngâm kích dễ cũng được, nhưng mà cây nào ngâm được thì ngâm. Vì đằng nào nó chỉ có một xô để ngâm kích rễ thôi, nên là không có nhiều xô. Mình sẽ ngâm cái cây của cái em cao bằng cái trước. Em bảo là cái túc, túc mà về cưa như gỗ ruối, cảm giác cưa cứng như kiểu ruối bà, không hiểu gì luôn. Mình cũng không hiểu nó là cây gì luôn. Nhựa thì có vẻ là giống nhựa túc, nhưng mà cái chất gỗ thì lại cảm giác như là rúi bà. Đấy. Thế nó mới khó. Khó để xác định. Chỉ có khi chúng ta trồng mọc mầm lên rồi mình phát hiện được. Nó ra mầm giờ chốt thì lúc đấy mình không biết được là cây gì đâu, nhìn cái lá nó phát hiện được. Đấy. Rồi mình cứ gác lên đây cho nó khô ráo. Kéo sẹo xong rồi gác lên. Tiếp tục một em túc sung. Túc sung của Nguyễn Tốt đây. Cây này truyền thuyết kể lại là đại bàng cõng dương quá này, chuyên ăn cái trái của cái cây túc sung này. Đại bàng cõng dương quá chuyên ăn trái của cái dòng này, là nó mới vừa bay nó vừa ỉa cứt, nên là nó mới dụng hạt dụng hạt ra nó mới mọc được cái cây này. Đấy là trong truyền thuyết kể lại.
dòng này nó mọc ở trên những cái đỉnh cực cao hàng nghìn mét so với mặt nước biển. Mà cũng rất là hiếm, không có nhiều ở thị trường, nó không có nhiều cái cây này. Những cái rễ cây thì nó không ngờ có bệ, cây này nó không có bệ, nó chỉ có nó mọc từ hạt thôi, nó chỉ có một cái rễ cọc, cái cọc và xong nó ra cây, ra tán lên trên, chuyên ở vách đá treo leo kho lấy. Nên là mình quyết định mình sưu tầm, còn cái rễ này mình sưu tầm nốt ngọn mô cây rồi. Cái cây cái cỏ ở trên này nó ra hai chạc, mình trồng rồi. Đây là cái rễ, cái đoạn rễ ở bên dưới ấy, lấy lốt về trồng. Đấy, xử lý xong rồi, bây giờ đến cái em gọi là túc túc ối rồi đây. Túc em Hà Giang bảo một cái túc chẳng biết là túc gì, có trái có hoa có lá có... dơ ra thì đúng là túc rồi, còn đâu là thực tế là cái cây này thì mình cảm giác nó như kiểu cây dứa bà, vì trước đây mình đã mua cái cây dứa bà ôm đá này, mình cắt ra mình cũng cảm giác cái thân của nó gần na ná nhau, gần gần giống. Mình không khẳng định 100% được nhưng mà phải trồng nó ra mầm thì mới biết được. Thôi, cây gì thì cây kệ lắm, cứ đẹp già lu cục như này là mình mua mình chơi thôi, kệ quan niệm làm gì nhiều, nó mệt thôi. Mong muốn là tìm những cái cây túc ôm đá mà nó già như này để mình sưu tầm, còn nó không phải thì thôi cũng chẳng sao, dù sao nó cũng đẹp, cây nó lụt cục nó già này là được. Đúng là túc thì là túc gì chứ, này cái này không phải túc búp đỏ này, già lắm, cây cực già luôn, bao nhiêu là nu cục. Kẹt đá, nó không có chất ăn, mọc trên vách đá nó mới tạo ra những cái lù ghê gớm này, tự nó sùi lù luôn. Cây già nó sẽ tự nhiên lù bất kể dòng cây gì, những cái cây mà tự mọc lù và nó lon thế này, cây nó có bệnh, sâu bệnh không có là gì. Đấy, sau khi mình phá cái thế của cái cây ra thì nhìn nó cũng rất là dễ nhìn, cũng không đến mức độ tệ lắm anh ạ. Mình cắt gọt mình phá thế ra thì nhìn nó cũng dễ nhìn, lúc đầu nhìn nó phù quà khoảng, vừa cắt vừa lẩm bẩm mà nay mà không phải là túc thì trời hơi phí mất công. Đến lúc mà cắt được phá được cái thế của nó ra thì nhìn nó lại rất là đẹp, lại nghĩ ở trong đầu là thôi dưới bà hay là cái gì nữa không quan trọng nữa, vì nó đã đẹp, nó đã đẹp, nó có form đẹp rồi.
chơi cố cho nó sống lên rồi chơi anh em. Da thì già mốc rêu, hàng lưu cục đẳng cấp này, không chơi thì chơi cái gì anh em này, không chơi nữa còn chơi cái gì cái này, tuổi đời nó hàng trăm năm rồi chứ chẳng ít, vài trăm năm kẹt trên núi đá nó mới không có cái gì ăn nó mới xù luôn này, tác phẩm quá nghệ thuật luôn, cực đẹp. Mình chỉ có hạ một cái cành đằng sau tạ sau đít này, hạ cành đằng sau lưng nó cái là nhìn cái cây nó có cái ngọn nó khô hẳn lên, thành một cái cây ba ba đây, do là cái cây này nó lưu lưu đẹp quá nên là đúng là những cái cành này mình cũng chẳng cần thiết đâu, nhưng mà thấy nó lưu thì mình có tin nó tiếc, mình keo sẹo vào để mình nâng kích rễ cho xem là có anh em nào người ta không có cái giống này người ta lại sưu tầm tìm được những cây mini mà nó nuôi cục như này nó là khó luôn, không phải dễ đâu, ươm nó nảy mầm lên thì mọc rễ ra là ngon, nhiều anh em sưu tầm đấy, chất liệu phôi của nó là cái cây gì thôi, đúng là nó là túc, cái cây này cực kỳ giá trị. Túc mà nó già như này thì thật với các anh em nhìn cái đường lưu của nó ghê gớm luôn, nó là quá mỹ mãn luôn chứ không phải là đơn giản. Đấy, sau khi mình xử lý xong thì keo sẹo cho phôi rồi thì đấy, thì nói thật với anh em là đây nhà chỉ có một cái xô thôi, nhà chỉ có một cái xô huyền thoại thôi, chuyên để ngâm kích rễ. Cho nên là đối với cái cây này cái đế của nó hơi cù quằm ở đây nên là đút nó xuống sâu là không xuống được, treo lên như này, phải ngâm treo. Đấy, ngâm treo thì phải đổ đầy nước, tiện đây thì mình ngâm luôn cái khúc này vào để cho nó dựa vào nhau đợi đỏ cũng là một cái hay. Này là nhét vào luôn cho nó đỏ, đây là mình ngâm cả ba cây, còn cây sida kia thì không chết được, sida kia thì một tư tên là si da này không bao giờ chết rồi.
Đây, vẫn là cái loại kích dễ lưu rốt này nha anh em nhé. Đấy, mình vẫn chuyên dùng cái loại này. Có bông núi vàng thương hiệu, cái này là Việt Nam của công ty cổ phần cây trồng Bình Chánh. Đấy, đấy mình cũng chỉ dùng hai lọ thôi, dùng nhiều quá lãng phí. Mình sẽ đổ đầy nước vào để mình ngâm cho nó đủ ngập cái chân rễ của cái cây si à, cái cây cỡ bằng này, gọi là cậu này gọi là cái túc, nhưng mà mình cho vào cái này chưa chắc nó phải là cái túc. Mình giống đó, dễ tiếc nó ăn giống kiểu họ nhà túc này. Còn có phải túc hay không thì phải trồng ra lá để biết được. Mình giống với bà thân mình giống với xanh cái si. Đấy, anh em cứ yên tâm, mình làm như này là phải sẽ rất là ok. Đấy, ngâm một đêm này cây nó hút được, cái cây nó đang đi đường, nó đang khô, nó hút được cái chất kích rễ này vào là nó hồi lại ngay, là tỷ lệ sống rất là cao. Đây là mình cũng chỉ chia sẻ những cái mà mình biết thôi, chứ cũng chẳng phải là không phải có cái ý gì nhé. Anh em nào mà mới ươm phôi thì cứ làm theo cái cách làm của mình này, mình thấy là cũng hiệu quả. Trải nghiệm tất cả các dòng cây, cây nhận về hầu như là khô như củ luôn. Xuống nước này thì là cây nó sẽ chặn rễ là nó sẽ hút được, chẳng vấn đề gì cả. Đấy, vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn xem, đây là cây này là cây sida này. Đấy, cây này nó gọi là cây túc sung da đồng. Cái dòng này nó cũng gần gần như cả túc sung,
da nó cũng hơi đồng đồng rồi. Cây này thì mua của cậu có bằng đấy, cậu ấy bảo là cái túc đấy. Và bây giờ ra về thì cái da cây thì giống, nhìn thì nó giống kiểu dúi bà, cắt ra nó cũng cứng, nó không mềm như là cái dòng túc cao bằng này nhá. Túc đỏ cao bằng này thì cái gỗ nó rất mềm. Đấy, còn cái túc này thì chẳng biết là túc gì đấy, nên phải ươm ra mầm thì mới biết được. Thôi đấy, buổi chiều ngày hôm nay mình dâm ủ được từng đây cái phôi đây, có những cây đứt mầm này, găng tu hú, xì xì búp hồng đây, túc đỏ, cẩm thị đây, cây túc búp đỏ đó đây. Đấy, dòng túc búp đỏ này búp đỏ da trắng nha. Đấy, da đồng. Cây này già lắm rồi. Bẻ toàn lũa này. Cục lũa luôn, kín cái chậu này. Kín chậu 4 năm này. Đấy, hàng đáng sưu tầm. Cây này anh em mà trồng ra cái chậu đĩa thì đĩa mỏng. Đợi nó lên tay cành xong bắt đầu là làm chi chốt cho nó xong, bắt đầu mới đặt lên một cái đĩa. Rễ nó dài bắt đầu mình mới đặt lên cái đĩa mỏng. Chơi tiểu cảnh cực đẹp, nọc đỏ quanh năm luôn. Thôi chào anh em nhé.